Trong video này chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị về nội thất của một cái sảnh nhà hàng tiệc cưới cũng tương đối sang trọng. Đây là cái cửa bước vào. Nền sảnh thì được trải thảm toàn bộ. Đây là cái lối đi chính lên sân khấu. Đây là quang cảnh xung quanh khu vực sân khấu. Đây là cái dàn đèn hai bên sân khấu. Thiết bị rồi tắt cái video đi không? Trần thì được đóng thạch cao trang trí, vừa là để che hệ thống đà, vừa là để che các hệ thống kỹ thuật điện lạnh, điện chiếu sáng và âm thanh bên trong. Chúng tôi vừa giới thiệu đến quý vị về cái hệ thống cửa chính bước vào, thảm trải nền, trần nhà. Bây giờ quý vị sẽ tham khảo cái tường trang trí xung quanh sảnh tiệc. Tường xung quanh thì được xây và tô đắp trang trí thành những cái ô như này. Bên trên có chỉ vòm, ở giữa mỗi cái mảng như vậy thì có dây dán tường 3D, và xung quanh cái ô cái dây dán tường cũng được đắp chỉ. Chính giữa sảnh thì do cái yêu cầu kết cấu cho nên chúng ta có những cái cột. Toàn bộ cột giữa sảnh thì được trang trí rất là cao kỳ bằng các cái chỉ chân tường, chỉ chân cột, chỉ đầu cột, chỉ bốn mặt cột. Bây giờ chúng ta lướt qua một chút về cái hệ thống đèn chiếu sáng. Trên các cái cột thì có những cái đèn chùm gắn cột như này.
tất cả cọc giữa nhà cũng như một số cọc sát tường cũng được gắn đèn như vậy. Rồi trên trần thì có các cái đèn chùm gắn giữa các cái ô hình tròn trang trí ở hai bên sảnh tiệc. Ngoài ra thì chúng ta có rất là nhiều cái đèn lon led âm trần như này. Đèn lồng led thì được gắn theo mật độ tương đối để đảm bảo ánh sáng khi cần thiết. Về hệ thống máy lạnh thì chúng ta có các cái hạ cấp máy lạnh âm trần pha ra. Rồi chúng ta cũng có những cái hạng máy lạnh pha thẳng từ trên trần xuống như thế này. Chúng ta có các cái hệ thống đèn pha để tăng cái hiệu ứng ánh sáng trong cái quá trình tổ chức lễ cưới. Rồi chúng ta cũng có cái hệ thống loa. Chúng ta có hai cái màn hình LED ở hai bên sân khấu để phục vụ truyền hình ảnh từ sân khấu cũng như từ bên ngoài sảnh tiệc vào phục vụ cho thực khách. Ngoài ra thì chúng ta cũng có cái hệ thống đây là các cái đầu ô báo cháy.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm đến kênh cũng như quan tâm đến video này.